Quy trên màn hình hiện tại power đang phát ra là 2,8W, 3W. Rồi chúng tôi bây giờ sẽ tiến hành bật máy khoan lên. Bật dí 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 dí. Đó. Ngay lập tức đó, đó anh em thấy không? Đó. Nó đã tăng tải lên rồi. Đó, 350W. Đó. Đó, nó tăng tải lên rồi. Ok chưa? Như vậy là chúng ta đã cài đặt xong hệ thống điện mặt trời bán tải. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của tôi. Tôi là Kiều Minh Đức đây. Thì hiện tại thì tôi đang có mặt tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Và đằng sau anh chị em đây là một cái dàn pin năng lượng mặt trời công suất là 6,3 kWh, gồm có 14 tấm pin năng lượng mặt trời thương hiệu Canadian, mỗi tấm có công suất là 450W. Và ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh chị em về một cái cách tôi sẽ hướng dẫn cho anh chị em cài đặt và đấu nối cái hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới bám tải nó sẽ như thế nào nhá. Rồi và nếu cảm thấy video này nó hay và hữu ích thì đừng quên bấm vào cái nút đăng ký nhá. Bấm vào cái nút đăng ký, sau đó bấm vào cái hình quả chuông ở bên cạnh để mỗi lần mà tôi ra video mới thì bạn sẽ là người đầu tiên nha nhận được cái video của tôi. Hãy tiếp tục theo dõi video của tôi nào. Tôi là Kiều Minh Đức. Như vậy thì anh em chúng tôi đã tiến hành lắp đặt xong lên dàn thành công 14 tấm pin năng lượng mặt trời thương hiệu Canadian ở đây. Hồi nãy là anh chị em thấy mà cái cung dàn trống không không, bây giờ là đã lên được thành công rồi. Ở đây thì giữa đồng không bằng quạnh này. Mà nhưng mà họ đã kéo điện lưới đây, nghe bảo chi phí kéo điện lưới vào đây là mất 70 triệu đấy. Đây là cái jack kết nối qua cổng Cisco. Nó sẽ tiến hành đấu nối vào đây. Bên dưới này có cổng Cisco này anh chị em này. Đó. Xanh xanh, có cục xanh xanh. Đây thì chúng ta sẽ kết nối vào hai cái dây của cổng dây tín hiệu của nó vào cổng 7 và 8 tương ứng với cổng số 7 ở bên Discom này sẽ là số 5. Đó, số 5 ở bên Master Discom này và tương ứng với cổng số 8 ở bên Discom này sẽ là dây số 6. Số 6 của Master Discom này. Đó, anh em thấy không? Chỉ có 2 dây đó thôi, là 2 dây tín hiệu. Thì cái cục này thì chúng ta sẽ tiến hành sử dụng. Đây có thể dùng dây mạng hoặc dây là dây 1.5 hoặc dây 1 chấm gì nữa. Chỉ là cái dây tín hiệu thôi. Nên là cái không cần kích thước to quá. Sau đó chúng ta sẽ đóng lại. Như vậy là đã kết nối xong dây tín hiệu. Ở đây thì chúng ta có hai cái dây hòa lưới này, dây dây pha và dây trung tính này, dây nóng và dây lạnh này, dây nguội này. Thì hai cái dây này là đấu vào inverter đúng dây pha và dây trung tính N và L, dây L và N. Đấy, tiếp địa vỏ này. Rồi dây tiếp địa của inverter này. Thế hai cái dây này thì chúng ta sẽ đấu vào đầu ra của meter. Đầu ra là bên phải này này. Đó, bên phải của meter này. Và đồng thời là có hai cái dây tải để đo tải đầu ra. Đó, cũng đấu chung vào cái cổng đầu ra luôn. Đó. Để mà chúng ta đo được cái tải đầu ra. Và cái tải đầu ra này chúng ta sẽ đấu vào đầu dưới của CB tổng của gia chủ. Đấy, chủ nhà. Đó, để đo tải đầu ra. Đó là cái meter này và cái dây pha, dây trung tính. Đó. Cái đầu dưới của CB trung gian này này thì sẽ đấu vào đầu 1 và đầu 3 của meter. Đấy, số 1, số 2, số 3, số 4 anh em thấy không ạ? Đó. Đấy, lấy dây pha đấu lên trên. Đây. Dây pha tôi giật cái này. Đó, anh em thấy không? Dây này này. Dây trung tính này, dây màu đen này. Nó đấu thẳng sang này, cổng số 3. Là đầu dưới, còn đầu trên này, đầu trên của CV trung gian này, chúng ta sẽ lấy nguồn từ đây, thằng này. Đây, tôi giật này. Đây, thấy không? Đấy, lấy nguồn từ đầu trên của CV tổng là điện lực vào đây. Đó. Và đầu này cổng số 2 và số 4. 2 và 4 của meter này, đó, anh em thấy không? 2 và 4 thì sẽ chia ra hai ngả. Một ngả là ra tải là ra đấu vào đầu dưới của CV tổng, tải phụ tải đây. Đấy. Tất cả các ổ cắm này, sạc điện thoại và một ngã chúng ta sẽ đấu vào hòa lưới.
để nó cảm biến cái dòng điện đầu ra hòa lưới đây. Đó, đó là meter. Còn dây tín hiệu thì tương ứng với cổng số 5 là số 7 ở bên Syscom, số 6 là tương ứng với số 8 của bên Syscom. Đấy, đó. Syscom. Đấy, Syscom này, tháo ra. Đó. Thì chúng ta sử dụng dây 1.5 để kết nối cái Syscom này. Đó, anh em thấy không ạ? Rồi, như vậy là toàn bộ cái quá trình chúng ta kết nối meter và inverter GW và tủ điện tổng của gia đình nó là như thế. Còn đối với hệ thống chống sét lan truyền này thì chúng ta cứ đấu song song ra thôi. CB trung gian này đấu song song sang chống sét AC làm tiếp địa cho nó. Đấy, chống sét lan truyền. Cái này dự phòng thôi. Và cái này CB điện năng lượng mặt trời thì nguồn điện năng lượng mặt trời đầu vào đi lên trên này và đầu ra thì sẽ ra sang inverter. Đó, sang inverter ở đây. Đó. Âm dương tương ứng. Rồi. Chống sét lan truyền thì đấu song song từ cái CB sang chống sét lan truyền. Đấy, tương tự với CB AC thì CB DC này cũng thế, đấu song song. Điện năng lượng mặt trời sẽ vào đầu trên và đầu dưới này sẽ sang inverter. Đó. À, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cài đặt cho nó bám tải nhá. Ở đây là dàn pin mặt trời hiện tại đang phát là 4759W. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cài đặt cho nó bám tải bằng cách là ấn vào GW này. Ở đây là không có hệ thống wifi cho nên là phải cài đặt bằng tay trên màn hình. Bấm đến chỗ set parameter này, chúng ta sẽ nháy đúp vào đó 3 cái, 1, 2, 3. Đó, thì nó sẽ ra là General và Advanced. Bấm một cái thì nó sẽ chuyển chức năng, chuyển xuống Advanced. Bấm hai cái là vào menu. Password ở đây là 123 thì chúng ta sẽ ấn số 1 nhảy đầu tiên, thì chúng ta không cần thay đổi. Ấn hai cái để cho nó nhảy sang số thứ hai. Ấn một cái thì tăng lên một đơn vị. Ấn hai cái thì nó sẽ nhảy sang số thứ ba. Ấn một cái thì tăng lên 2. Ấn thêm cái nữa tăng lên 3. Khi mà đã set được password là 123 rồi thì chúng ta sẽ ấn hai cái liên tục. Đó, nó sẽ vào menu là Voltage Protection này. Ấn tiếp Export Limit, nó chuyển sang Export Limit thì chúng ta nháy đúp hai cái. Đó. Tắt nhạc ấy. Nó hỏi có bật Export Limit không? Chúng ta sẽ chuyển một cái thành on. Đó. Sau khi chuyển sang on rồi chúng ta ấn nháy đúp hai cái. Đó, nó hỏi city hay meter, chọn meter, nháy đúp hai cái. Rồi, nó hỏi export limit rate là bao nhiêu phần trăm, chúng ta sẽ chọn 0%. Nháy đúp hai cái. Nháy đúp hai cái. Nháy đúp hai cái. Nháy đúp hai cái. Đó, như vậy nó đang cài đặt. Set ok. Đó. Thì như vậy nó đang có chế độ là đẩy lưới. Sau khi đã set ok rồi thì chúng ta sẽ bấm 3 cái thì cho nó trở về. Đó. Bấm 3 cái liên tục. Đó. Đó, hiện tại là đang power là 4.2W, có nghĩa là nó không có đẩy ra lưới điện. Đấy. Thì bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành bật phụ tải lên để xem nó có bám tải hay không nhé. Quý trên màn hình hiện tại power đang phát ra là 2.8W, 3W. Rồi chúng tôi bây giờ sẽ tiến hành bật máy khoan lên. Bật dí. Đó. Ngay lập tức. Đó, anh em thấy không? Đó. Nó đã tăng tải lên rồi. Đó, 350W. Đó, nó tăng tải lên rồi. Ok chưa? Như vậy là chúng ta đã cài đặt xong hệ thống điện mặt trời bám tải. Đó. Đó.
Đó, 700W. Đó. Rồi, ok. Thả nhà máy khoan ra. Thả máy khoan ra thì nó sẽ trở về là 0W. Nó sẽ có độ trễ nha anh em nha. Một tí nó hạ xuống. Đó, nó hạ. Đó. Nó hạ xuống còn 5,4W. Ok. Như vậy là chúng ta đã cài đặt xong hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới bám tải và tiến hành lắp đặt xong. Toàn bộ là như thế. Đấy, dây điện mặt trời đi xuống đây này. Đó. Thì theo vào là đầu trên của CPDC. CPDC điện năng lượng mặt trời. Thì từ CPDC này chúng ta sẽ bắt cầu đấu song song sang chống sét DC này. Đó. Và đây là tiếp địa. Đấy, tiếp địa thì dẫn ra bên ngoài. Đóng cọc tiếp địa vào. Đây là dây điện của cái điện lưới ngoài đồng hồ tổng kia. Họ kéo mất 70 triệu đấy, dây nhôm 50 kéo vào. Đây là meter. Đấy, trên màn hình hiển thị chú ý anh em là nó báo này là có cái điện thoại này là đã kết nối bám tải thành công. Đó. Estone SDM230. Con này chịu được 100 ampe nhá anh em nhá. 100 ampe. Đó. Ok chưa? Như vậy là chúng ta đã tiến hành cài đặt xong rồi. Tại sao chúng ta lại phải lắp đặt cái hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới bám tải này? Bởi vì hiện tại đây là video này được thực hiện vào tháng 11 năm 2021. Thì hiện tại là điện lực tập đoàn EVN Việt Nam là chưa có cái chính sách về mua bán điện năng lượng mặt trời, cho nên là hiện tại các cái lượng điện dư từ hệ thống điện năng lượng mặt trời nó sẽ phát ngược lên lưới. Và từ đó chúng ta phải bám tải, có nghĩa là hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới bám tải sẽ cung cấp nguồn điện cho gia đình anh chị em vào ban ngày tùy theo cái nhu cầu lượng điện. Ví dụ như đây là hệ thống 6,3 kWh anh chị em này, thì một ngày nó sẽ tạo ra cho anh chị em là trung bình là 25 kWh. Đấy, 25 kW điện, 25 kWh điện. Tuy nhiên thì nếu như ban ngày anh chị em chỉ dùng có 20 kWh thôi hoặc là 15 kW thì cái phần 10 kW còn lại thì nó sẽ không đẩy ngược ra lưới điện. Và cũng đã có thời gian vừa qua có rất là nhiều người gọi điện cho tôi bảo là tại sao anh lắp cái điện năng lượng mặt trời rồi mà tiền điện lại tăng, bởi vì là họ không có lắp cái hệ thống bám tải này. Nếu mà họ nó bám tải đi thì cái chi phí tiền điện nó sẽ được giảm đi vào ban ngày, bởi vì cái lượng điện dư từ các cái tấm pin năng lượng mặt trời này nó sẽ không phát ra ngoài điện lực, bởi vì cái đồng hồ điện tử ấy của điện lực là đồng hồ một chiều. Nếu mà đã được thay thế đồng hồ 2 chiều thì nó sẽ ghi nhận sản lượng điện dư phát ra do ban ngày anh chị em không dùng hết, các thiết bị trong gia đình không dùng hết. Còn nếu mà anh chị em mà dùng không hết thì nó sẽ phát ngược ra, từ đó sẽ gây ra mất tiền oan. Đấy, vì vậy chúng ta phải lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới bám tải này. Hòa lưới là hiệu quả nhất, và phương thức, cái cách thức mà hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới này hoạt động thì phù hợp cho các cái gia đình mà dùng nhiều cái chi phí tiền điện vào ban ngày nhá anh chị em nhá. Dùng càng nhiều điện vào ban ngày thì càng có lợi. Đấy, từ đó mà giảm cái chi phí tiền điện vào ban ngày. Ban ngày thì các cái tấm pin đằng sau anh chị em đây này, nó sẽ cung cấp nguồn điện trực tiếp cho các thiết bị, các phụ tải trong gia đình anh chị em. Rồi, cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Hãy tiếp tục theo dõi cái cách tôi sẽ hướng dẫn cho anh chị em cái cách đấu nối và cái kết nối giữa hệ thống hòa lưới và meter điều khiển nó như thế nào. Rồi, cảm ơn anh chị em rất là nhiều nha. Hãy tiếp tục theo dõi video của tôi. Như vậy thì chúng tôi đã đấu nối và hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới bám tải, công suất là 6,3 kWh tại Tây Ninh. Đây là Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Thì đây là CV tổng của họ này, của điện lưới đi vào đây, và sẽ chia thành hai ngả. Ngả trên là điện, là lấy điện mồi để bù lưới, và ngả dưới này sẽ là tải của họ, tải sử dụng trong gia đình. Đấy là hệ thống tủ điện và meter store. Đó, đã lắp đặt rất là gọn gàng trong tủ điện. Đó, inverter GrowWatt thì bảo hành 5 năm. Đó. Hiện tại thì ngày hôm nay chúng tôi vẫn cho nó bám tải và bật cả ngày, thì E2Day là không có hát nào, không có sản sinh ra hệ thống này từ sáng giờ. E2Day 0kW giờ. Hiện tại bây giờ là khoảng 12 giờ trưa anh em nhé. Và lượng điện nó phát ra là có 1W thôi. 1W thôi. Đó, 1,5W. Đó. Như vậy là hệ thống đã bám tải thành công. Chỉ khi nào chúng ta bật tải lên thì nó sẽ tăng cái nguồn điện từ điện năng lượng mặt trời lên để bù vào cái lưới điện, để cho nó
chúng ta sẽ không mất cái chi phí tiền điện vào ban ngày. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Cảm ơn bạn đã theo dõi video của tôi. Nếu cảm thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên nhấn like, share, chia sẻ và đồng thời nhấn đăng ký, nhấn cái hình quả chuông ấy, để mỗi lần mà tôi ra video mới thì bạn sẽ là người nhận được cái video đầu tiên. Xin chào và hẹn gặp lại. Tôi là Kiều Minh Đức. Xin chào. Nếu bạn cần bất kỳ sự hỗ trợ nào về vật tư thi công, kỹ thuật lắp đặt cũng như là thi công trọn gói hay bất kỳ vấn đề gì cần hỗ trợ về hệ thống điện năng lượng mặt trời thì hãy gọi cho tôi qua cái số điện thoại tôi đặt ở bên dưới này, nhớ là bên dưới nha. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại. Tôi là Kiều Minh Đức.